Hai anh em chuẩn bị tới chỗ giao cái máy cho đứa em này. Lúa này sắp chín rồi bao nhiêu? Đây làm cái gì bự dữ người ta? Cống hả? Cống. Rồi đã chuẩn bị tới chỗ giao máy cho bạn mình này. Tới rồi. Bạn mình vật tư nông nghiệp Minh Đức. Anh lái cho bạn lại coi. Đồ đỡ đi xíu quay lại. Giao thông vô nó la. Đổ, 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 đổ. Cuối cục này nó gì nó có sao không? Nó móc méo lưng vậy. Đó mới đầu nghe chứ rõ. Đầu kia là đằng đâu nè. Bây giờ em sạc 32, 38. Nhưng mà ý nó là lúc mình chạy là 38. 38 thì em ghim thẳng vô đây nè. Ghim nào nào? Ba nè, ba cái nè. Ba cái thì 38 hết. Đúng rồi. 220 đâu, 22 cái đây. Đây đúng rồi. Cái sẵn. Đúng rồi. Chừng nào 38 em dặn vô sâu nào em chích keo giống như anh vậy nè. Vì 22 mình mua có bóng đèn mình ghim nè hả? Cái này là có điện phải không? Có nhớ nghe này điện 38 đụng điện nặng mạnh lắm đó chứ. Đây là cửa đó, 38. Chừng nào máy hay yếu một chút rồi mà hay dặn. Dặn lên xíu. Có mì nữa á. Mai này kiếm cái mì đen về nhảy được. Tính ra mà bồ tối của ông, bồ cúp điện rồi bồ chơi này là ngon luôn. Lấy sao hoài với lúa nhà được. Không được, cúp vô trống. Cái kéo dây điện kéo vô. Ừ. Cắm vô được. Cúp vô trống. Làm để sẵn hay đó. Làm 2 tháng nó cúp lần. Chứ không lẽ cúp điện mà mình có máy phát điện mà mình nhịn thèm. Đấy, cầu vô tổng ngay chỗ cầu vô tổng rút cái cầu vô tổng ghim đây. Cúp điện là mình có máy phát điện là mình chơi liền chứ ai mà ở thành. Này chứ đi sạc điện thoại sạc đồ dưới đây được hết. Sạc qua cái máy ghi rồi tôi mới tốt tốt rồi đó. Sạc cái điện thoại bộn tiền à. Đâu có mày đang đi làm á. Thấy không? Đang cái thuốc mà mày sạc mấy cái máy rồi cũng cần pin nữa chứ. Đi dàn nhạc mua cái gì nè. Thiệt. Không biết đi chỗ nào mà không sạc điện yếu. Mà điện yếu ha. Đưa ra một cái điện nhẹ thôi. Dàn nhạc mấy nhỏ không có tự gì. Em bớt nhiêu ạ? À, coi như khỏi cò được thấy không? Tôi ra ông chú tôi giới thiệu không? Mười mốt tôi giới thiệu cho ông mua cục nữa. Thiệt. Vài bữa tôi, vài bữa có thằng kia bị hư rồi kìa. Nhớ chỉ lên cho. Hay. Đừng ghét lên này. Có hư rồi đó. Đỡ bột đây nè. Mấy con dưa go chồng ở đây đừng ghét trên nặng đó. Nặng yếu quá. Cái còn nó được không? Không. Cục đây được rồi nè. Cục đây đưa qua. Sợ không ấy chứ bà ghét không cao cao à chứ không có thấp đâu à. Mà bà ghét chung đây là hai thùng bia ở cái tơn nè. Đúng rồi đó. Nặng lắm bụi, nặng lắm.
hai thằng bên chụp thằng lại bu dạ. Lại thằng tay nó tờ nó bỡ cái nhẹ hiền chứ mày đông với đông là con đó.